Xin chào tất cả anh chị, hôm nay Duy giới thiệu cái năm CT, năm cánh trái qua nở Tết nha. Một bản như thế này là 100.000 một bản. Đây là hòn hoa nở Tết nha. Đây năm cánh trái hoa nở Tết nha. Cái này năm cánh trái hòn hoa nở Tết. Năm cánh trái nha. Hoa nở Tết 100.000 một bản này. Anh chị có nhu cầu mua 5 cánh tráng thì liên hệ nha. Cái này là hòn nở Tết nha. 5 cánh tráng nở Tết nha. Đây. Đây một bản 5 cánh tráng như thế này nè. 100.000 một bản này. Này là hoa nở Tết. Đây. Năm cánh trắng. Để cho anh em sưu tầm cái giống năm cánh trắng nở Tết. Cái này là hằng lai. Năm cánh tráng hoa nở Tết nha. mấy anh chị có nhu cầu liên hệ Duy nha. Số điện thoại 0986011680 nha. Cái năm cánh tráng này là năm cánh tráng sung nha. Hoa nở Tết. Cảm ơn mấy anh chị đã theo dõi video của Duy. Có nhu cầu về giống lan thì liên hệ Duy. Còn số điện thoại 0986011680 hoặc là Facebook Lian. Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi video.